Thương bà quá mọi người ơi, bà đi lạc từ chiều hôm qua tới giờ. Mọi người và gia đình đi tìm một đêm hầu tối vẫn không thấy, sáng nay mới tìm thấy ở trên núi và bây giờ mới đưa bà xuống. Bên ngoài đó cái đường nước nó chỗ nhỏ quá, quân nữa rồi đi xuống đó, hòn đá nó to, nó to mà trong mình hết trong đó luôn, rớt trong đó rồi rớt ra cái hố nước mương chả, nước chả luôn, có kêu vừa lết trong đó, lết đó chắc làm nó chắc chết luôn rồi. Không ai cái dạng về về rồi chút không phải là nó không được cái tát cho người. Không biết đường nó chạy anh Hồng đó. Hồng kia đi. Để anh Hồng lại đi. Anh điện nó biết đó. Anh nó biết đường không? Nó biết đường không? Có cái tấm gì, có cái tấm gì không ta? Lấy ông mưa, lấy mưa trẻ này. Chọn không cái này mưa. Chỗ nào mềm mềm á. Bạn đây. Để xuống đây đi.
đám rửa hôm nay là để gà chứ. Để nó chửi cái đám là rồi xuống lao mà. Lao. Xuống rồi lao mà. Ấy đâu bây giờ là mình mà... đi đâu? Không kìa, chứ bây giờ giả rồi. Đi nó phố. Đi nó phố thì nó rồi, đi nó phố rồi, bà có cái gì là nó giữ là nó không của mình á. Xuống đó anh lọt còn lọt còn nó giữ anh đó là anh thứ bảy cái bảy anh có đi một rồi là vết thương rồi gã xương nếu mà xương rồi là nè gã xương là nó quằn nữa là có bó nữa rồi hồi tiên ông chú nó quằn mà cuối cùng không được cái gì hết rồi. Bên chạy cho là... cái là lao xe cái chân cho bỏ cái là bỏ xe cho nó chạy ra qua đó chừng nửa tiếng tỏ qua chứ mà. Để nó mèo mốt là có chuyện gì rồi đụng một con tốn nó mới nó khổ nữa. Đi xuống nha, không biết cái tiền chạy lại chứ. Không. Thôi thôi không sao đâu, tao bỏ dài rồi sạch sẽ chứ không mấy đâu. Đâu đâu mà phải đâu. Không nhớ cục tiền luôn. Ở trong có mình bỏ chứ không có còn ta đâu. Ai được vô cái lì tôi nhóng chi bà làm đâu tao ngực nữa đó. Mày cầm vô giày vô giá là nên đi được không? Có gì cái ổng ra bỏ. Được phải. Ổng đi rồi nó bỏ xe nó cũng được. Đó nó ổng luôn đi. Con đi về nhà con đó. Mày nghe người đâu mới lên có chuyện mà. Băng cướp kìa, băng cướp kìa. Về nhà là, về nhà lấy bảo hiểm. Về nhà lấy bảo hiểm vô cái xe đi. Ở đây kìa, từ đây đúng á. Rồi còn bây giờ đây đi đâu? Đi Phúc Hưng. Đi Phúc Hưng hãng luôn hả? Không, Phúc Hưng mà, có nghe chứ. Đi Phúc Hưng vậy thì phải về nhà đó rồi chờ rồi đợt đồ hết rồi mới đi luôn chứ. Chứ rồi chạy người chạy trước thì sao sao? Đó rồi bây giờ mình chạy trước về nó mình lái. Để đi Phúc Hưng rồi mới về nhà ghé nhà đại đủ hết đồ đợt rồi đi luôn chứ. Chứ xuống Đức Phổ thì phải kêu chạy trước chứ. Đi xuống xuống cho con nhỏ đấng trường ăn. Ông xương đâu ông xương coi xe luôn. Ngầu trẻ á. Cảm ơn bà con không. Cảm ơn. 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 Cảm ơ
bây giờ con không có gì hết, thì nó nhắn gửi